Nghiên cứu lâm sàng trên 706 bệnh nhân so sánh hiệu quả thuốc Hoạt huyết Nhất Nhất với hoạt chất Ginkgo Biloba của Pháp đã được Bộ Y tế nghiệm thu. Kết quả, thuốc Hoạt huyết Nhất Nhất hiệu quả vượt trội Ginkgo Biloba của Pháp trong cải thiện chóng mặt, rối loạn giấc ngủ, tê bì chân tay. Thuốc Hoạt huyết Nhất Nhất nguồn gốc thảo dược tăng cường máu lên não, điều trị đau đầu, chóng mặt, hoa mắt, ngủ không ngon, suy giảm trí nhớ, suy nhược thần kinh, tăng cường máu đến vùng vai gáy, điều trị đau mỏi vai gáy, đau cứng cổ, tăng cường máu đến các chi, điều trị đau mỏi tê bì chân tay. Đọc